Nó ra cơ mũ luôn không? Em miền thua. Em miền thua rồi. Anh làm dưới vạch nha. Dưới vạch nha. Chưa tính. Gan lên lắm là tí được rồi. Rồi vô. Mọi người vào đây đi. Rồi Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 nha. Vlog Hạo Nhân Vlog và cũng như là Tinh Ba Miền. Ngày hôm nay thì ba anh em có mặt tại số 1022 đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, tại shop Renkin Organic của chị Hồng Loan. Hôm qua thì đã nhập hàng vô rồi cả nhà, hôm nay thì cũng không có gì đặc biệt. Mấy anh em ra phía sau nhà của chị Hồng Loan, cô chú anh chị nhìn xa xa, đây là cái hàng dừa, hàng cao rất là đẹp ha. Giống như con đường quê gì đó, tự nhiên cái cảm giác nó, tuổi thơ nó ùa về cô chú anh chị. Nên mấy anh em bàn với nhau, quyết định chơi một trò chơi, đó là chạy đua. Chạy đua đúng không? Chạy đua uống nước mía, chờ nắng cả nhà. Bây giờ anh em... Bây giờ giải nhất được bao nhiêu? Bây giờ nói chung là ai thua ba nước mía thôi, không có nhất nhì vậy chứ á. Ai thua ba nước mía thôi. Ai thua chót là chung hết đúng không? Chơi từng cặp chứ. Chơi từng cặp rồi loại trừ ra đúng không? Trừ ra, chơi từng cặp cái loại trừ ra. Giống như là Tài với Ba Miền. Tài Miền trước. Tài với Ba Miền. Rồi các Ba Miền với Nhân. Rồi ai thắng, người nào thắng bắt đầu chung kết là cái người hai người thắng nó chơi với nhau lần nữa. Được chưa? Rồi nếu mà thắng qua thắng lại hoài liên tục luôn là sao? Không có thắng qua. Thắng lại không có người thua đúng không? Chắc chắn phải có người thua. Có người thua. Giống như Tài chơi với Ba Miền. Miền chơi với Hậu Nhân. Tài thắng, Hậu Nhân thắng, Tài với Hậu Nhân tiếp tục lại đoạn thứ ba. Vậy tới Ba Miền thua dở với dở vậy hả? Để xét nào Ba Miền cũng thua mà. Bây giờ ví dụ như thua vậy thì Ba Miền 2 ly. Tài 1 ly. Rồi. Tài không uống, Tài khỏi trả. Rồi. Tài dòng lọ giống như là bạn A với bạn B. Đúng rồi, tao chơi nhau. Bây giờ đi mình cho anh làm cái mức đi. Đó, mình canh ngay cô chú anh chị, mình canh ngay cái chỗ đi. Chạy là chạy trên không hết nha. Tôi mà mình sẽ lấy cái đôi giáp bỏ lên đó nha. Tới gần tới cái vạch của mấy nhà bên đó đi. Mình chơi. Em sẽ bỏ cái mic lên đây cả nhà. Không có nhà người dân hay cả nhà. Mình nó không có làm ồn người ta. Đúng rồi. Tới này được không? Tới nữa gần quá, lên nữa mấy nữa. Lên nữa đi. Hôm nay mấy anh em tổ chức cái này còn tới đây nha cô chú anh chị. Sao mình không chơi lên chỗ đó mình chạy về đây. Tới đó. Là bên anh em chơi trò chơi là chạy đua. Coi sức lực có thể là đọt được duy nhất của cô chú anh chị. Rồi đi lên chạy đi, chạy về đây đi. Hả? Bây giờ mình lên trên đó mình chạy về đây. Hả? Là cái máy của mình sẽ lấy được những cái cảnh mà hay. Giờ lên nó bắt đầu thấp phát như đây đúng không? Nè bây giờ cho chạy về đây tới cái bước này nè. Đó. Đó có cái mạch đi. Đó. Đó bây giờ cái Hậu Nhân trước nha. Hậu Nhân đứng đây á, Hậu Nhân hô lên. Chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu chạy. Đó, ok chưa? Rồi. Rồi bây giờ Tài với Ba Miền giờ, trước này, giờ em quên Tài cho 6 đi lên các bạn nghe mọi người. Rồi bây giờ là tính theo cân nặng. Ba Miền có 54 em 80. rồi ok. Rồi bỏ cho sao đi, bỏ sao đi, sao đi. Giữ dụng cụ nha. Bây giờ sẽ săn quần lên cho Tài. Lấy cái mic của mình bỏ ra ngoài là hành hết pin nè. Mic của mình ở trên đó. Đang cái cổ. Ủa máy Ba Miền hết pin rồi. Thấy không? Thấy không? Hay. Rồi bây giờ để dịch thằng không biết có lại không. Bây giờ cô chú anh chị mình cho Tài like nha cả nhà, cho anh em like nha. Rồi. Ba Miền ơi, máy Ba Miền hết pin hết rồi. Máy này nè, nó báo hả? Sao không thấy đường gì trơn hả? Thấy không? Qua làm lại coi. Máy Ba Miền hết pin rồi. Sự cố ngoài muốn cả nhà ơi. Rồi, sửa lại coi. Mở lên coi còn pin không? Vô sạc vô ấy đi. Còn 2-3% mà đủ chơi mà. Ủa vậy hồi nãy Nhân chưa bấm à? Bấm rồi mà, thấy tự nhiên nó tối hôi bấm mở lên coi nó sáng không á. Dừng. Để lát mình chắc lúc này. Rồi nó ấy luôn. Nó đắt luôn. Hình nó bị cắn lên. Nó cắn cái nút nguồn. Đúng rồi, để không để ý cái nút nguồn gì trơn. Hồi nãy mở lên ok mà. Đó bây giờ mà. Để coi vô déo còn không? Bờ hơi 3% vô tư. Rồi bấm lại đi. Chắc có lẽ anh Nhân bấm vậy. Nó nóng quá hay sao? Không phải. Okay. 3% là vô cơ. Rồi từ cả nhà. Rồi mấy anh em hai mấy bây giờ. Rồi bắt đầu là nói chung là cái máy em nó hồi nãy nó hơi bị trộn xíu của chú anh chị, nó bị bây tắt giờ là hình Tài 66 và anh Ba Miền sẽ thi trước cho cả nhà. Thì Hậu Nhân bay ở dưới đây là giờ làm tổng tài nè.
ai thua thì sẽ bao 3 ly nước mía. Bắt đầu là tin bơ miệng và tại số 6 bắt đầu tiếp tục xem nha. Cái này là rất là căng thẳng luôn, không biết người nào thắng cái nha. Theo cả nhà biết chưa? Hiện tại cái này là tại số 6 thắng hay là bao miệng thắng? Sao xin được. Thấy bao miệng ốm yếu quá trời luôn mà tại số 6 thì mập quá. Không biết sao. Đi xa lắm luôn rồi, muốn chảy rồi. Chuẩn bị nha, không chưa? Sẵn sàng chu đích lên. Đó mấy anh em chuẩn bị đi xa nha. 1 2 3 chạy. Chạy dữ vậy. Rồi tài thua. Tài thua. Tài thua rồi. Em tăng cấp. Ôi trời ơi. Bạn có mọi người ơi. Vậy, vậy ai chạy em sao chạy lại? Ừ thấy rồi, anh tưởng là anh tài thắng rồi. Rồi gì bao miền sao chơi lại hả? Bao miền là làm lại với Hảo Nhân không? Rồi tới giờ, đừng đi nghỉ xí đi, bây giờ anh tài rớt rồi, rồi tới Hảo Nhân với bao miền giờ lên đó chọn lại được đúng không? Một tim biết kết quả là tôi loại rồi. Lên đấu đúng không? Không, bao miền thắng rồi, đúng không? Ô, em về em đấu với ai? Em đấu với bao miền hả? Đúng rồi phải không? Phải không? Ở đấu với bao miền nữa đi, bao miền thắng mà. Coi như là anh đã bị lỗi rồi. Vậy là anh em đang đấu nhau. Ờ, hai người đấu với nhau, coi ai ai với chị. Hiểu không? Bao miền thắng nữa thì bao miền vậy. Đúng không? Còn nếu mà Hảo Nhân thắng á, thì Hảo tiếp tiếp mình nữa. Ồ vậy không phải. Không phải nếu, rồi. Không phải rồi, nếu mà vậy là tại điểm đấu, nhân thắng luôn. Mỗi người đấu nhau một lần. Ừ. Bây giờ tại bao miền, tại thua bao miền rồi tới. À, vậy anh với em. Giờ giờ không. Anh giờ với em. Tài, giờ người lát nữa lội. Tính bao miền nhiều quá thằng Nhân. Giờ bao miền thắng rồi nè. Hả? Bây giờ Tài đứng đầu tiên trước đây, giờ đấu với em nè. Rồi đấu với Hậu Nhân nè. Giờ thắng thua. Sau rồi bắt đầu là Hậu Nhân chạy lại với Tài lần nữa. Ông với ai thắng thì đấu với bao miền nữa hả? Ừ. Đó, là đường nào người nào cũng vậy, cũng chạy theo vòng thôi thôi. Hiện tại bao miền thua rồi. Đó, bây giờ nếu mà tôi thắng tôi đấu bao miền nữa. Ừ. Ý có nghĩa là vậy nè. Anh Tài đã thua người rồi. Nếu mà thua em nữa thì tính là anh Tài thôi đây, anh Tài đang bị mất một điểm nè. Bao miền được một điểm nè. Anh thắng em rồi sao? Anh thắng em á. Ừ. Thì em đấu với lát nữa vòng sau đấu bao miền, đấu tiếp với anh em tiếp rồi về cuối là ai cũng có chạy chung với nhau á. Anh đấu tiếp với ba người. Hiểu không? Cuộc chơi thế như vậy, anh sẽ đấu với ba người. Đó giờ anh đấu. Bây giờ nghĩ đi. Bỏ qua bên thấy lu bu của ba thằng quốc cái. Thằng bây giờ anh nè. Đây. Ba thằng chạy cái một á. Chạy cái một, thằng nào thôi ba ly. Hai cô chú anh chị là ba anh em giờ lên túc lúc lên kia. Giờ khoảng cách cho ông xíu nữa. Trên giải đâu? Vậy sao dắt đi cả nhà. Mới có chạy. Giờ lên kia mà ba anh em lên tới cái nhà trên kia luôn cả nhà. Hồi nãy tôi dướng cái dòng này tôi nặng xíu nè. Rồi ok. Bây giờ lúc đầu lúc đầu em cũng tưởng là tài thắng là cô chú anh chị mà cú rút của tim miền rượt rượt qua tài thứ sáu. Bây giờ vậy đi, bây giờ tôi với bao miền là đã mệt rồi nhưng mà có Hậu Nhân chấp luôn, chấp luôn đúng không? Chấp Hậu Nhân luôn. Thua thì ba ly được chưa không? Bây giờ thấy đi. Mà lỡ mà thua là nhục chết luôn rồi giờ. Okay. Đi, 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 đi tiếp tục. Bây giờ cả nhà đón thử cho ba anh em còn ai là người thua cả nhà. Đó, okay. Hai bình lần dưới nha. Rồi. Rồi Hậu Nhân là bét rồi đó. Vậy. Chắc bét hả? Chưa chắc nha. Hôm bữa Hậu Nhân trả cho thật. Mấy ông chú mấy ông chạy kịp chạy lại vòng. Rồi tôi giữa chưa giữa hả? Không được vậy hả, đúng không? 1 2 3 điểm tiếp theo bạn thì thằng Hoàng mua chạy hơn chạy dưới sao chịu nha. 1 2 3 Trời ơi. Cái này nhanh quá. Trời ơi. Alo. Vậy cuối rớt. Alo. Nó ra cái mũ đúng không? Miền thua. Miền thua rồi. Anh làm dưới vạch nha. Dưới vạch nha. Chưa tính. Gian lên lắm là tí được rồi. Nhân cho cháu rồi. Ôi ơi. Nó ra cơ mũ. Nó ra cơ mũ, chụp cơ mũ ở dưới đâu.
không sao mà mình nằm đây cô chú vậy, bây giờ nằm lại đây, nằm lại đây, nằm nó trong coi đó, hồi nãy xong gì các mặt nằm đây nha, mà mình thu ba ly thấy chưa, thấy thôi. Mệt lắm cô chú chị ơi, thôi sao mệt đấy hình đó, chơi okay. Vòng mới chơi ba vòng hạo nhân thua chắc mới cái năm chơi không lợi mày lắm cô chú anh chị ơi, té em cái cô chú đi coi có tróc tay không nè, nhân đó mới cái chơi con vòng mình nó chạy không mọi người bị chắc của cô chó rồi đúng rồi, bà mẹ về trước à, do em bị rớt cái mũ cô chú. Bà mẹ nói chung là giữ dân tinh thần, lát đi tao uống ly gửi. Ly gửi. Té. Nó không, nó chụp cái mũ rồi nè. Mũ tay rồi kìa. Cái mũ nó chụp cái mặt lại đó. Đó là em thọ tay em chụp cái mũ rồi thì đó. Cái thương này là sẽ để lấy sẹo nha. Kỷ niệm chạy đua. Kỷ niệm chạy đua. Rồi. Giờ chào cô chú anh chị ha. Chào cả nhà mình. Chào cả nhà mình nha. Mình đã theo dõi một cái video. Chưa nắng mà chạy mệt. Hài hước của mấy anh em. Giờ này là 1:00 mấy 2:00 trưa gì á. Cảm ơn cả nhà, xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên like, đừng quên like cho anh em nha. Chào mọi người nha. Đuổi quá. Ồ sao mệt thế.